mặc kệ tất cả mọi người xung quanh. Hãy thử một lần cầm tay người em yêu đến cuối cùng xem sao. Cana, em cũng muốn chị chúc Mai được hạnh phúc mà đúng không? Dạ có chứ. Hồi lúc mà em thấy chị quen anh Khoa, em thấy chị vui quá chừng luôn. Anh cũng muốn thấy chúc Mai được vui vẻ. Em gọi anh mà anh không bắt máy. Anh còn giận em hả? Anh muốn ăn gì không? Để em nấu cho anh nha. Đừng giận em nữa nha. Trúc Mai, anh có chuyện muốn nói. Có chuyện gì vậy anh? Trúc Mai, em có biết là anh thương em nhiều lắm không? Em xin lỗi anh. Anh đừng giận em chuyện ở bệnh viện nữa nha. Em đang cố gắng quên ảnh rồi. Anh cho em xin thêm một chút thời gian nữa thôi, được không? Mình chia tay đi. Thật ra trước giờ anh cứ nghĩ á, chỉ cần cho em thêm thời gian thì em sẽ có thể quên được người đó. Còn bản thân anh chỉ cần cố gắng hết sức là em sẽ nhìn về phía anh. Nhưng mà sau chuyện bệnh viện thì anh thấy là không thể. Kể từ hôm nay tụi mình sẽ lại là anh em nha. Thật ra thì anh cũng không thích Khoa lắm đâu. Mà biết sao giờ, chỉ có duy nhất Khoa là người có thể mang đến hạnh phúc và niềm vui cho em thôi. Hay là giờ vậy đi, khi nào em chịu quay lại với Khoa thì anh mới chịu chia tay em. Còn không thì thôi nha. Em có nhớ cái câu mà chị Anh Thư từng nói với em không? Hãy sống vì bản thân mình thay vì sống cho người khác. Anh cũng thích chị lắm đâu, nhưng mà lần này em nghĩ thử sống vì bản thân mình trước đi. Mặc kệ tất cả mọi người xung quanh, hãy thử một lần cầm tay người em yêu đến cuối cùng xem sao. Thank you.
Mẹ ơi, con thấy tự nhiên mình bày ra chi mất công vậy? Muốn ăn thì cứ đi ra ngoài, đặt về là có ăn liền. Cái thằng có lớn mà không có khôn. Chị con làm món này ấy, là để dằn mặt con dâu đó. Không phải là chỉ có nó là đầu bếp giỏi mới biết làm ba cái món này đâu nha. Nhiều khi con nghĩ ha, lỡ như mình làm cái món này không ngon, cô ăn cô chê cũng vậy à. Em đừng có nói linh tinh. Tại vì Hải Đăng nó thích ăn cái bánh này cho nên chị mới làm thôi. Ủa con không khỏe trong người hả? Thôi dạ. Lên phòng nghỉ đi. Vậy con không sao. Sao bữa đi chơi vui không? Hai đứa ở lại resort chắc là vui lắm phải không? Con cứ đi chơi với nó đi, đầu óc tinh thần của con nó cũng khoai khỏa hơn đó. Ờ, phải đó. Con cứ đi chơi đi. Nhưng mà bà nói trước nha, vui thôi, đừng có vui quá. Dạ, con chào cả nhà. Trời đất, con nhỏ này vừa mới nhắc là nó tới liền à. Phải chi nhắc tiền rất vạc mà lại như thế này. Dạ. Con mang cái túi gì đó, đưa bà coi nào. Dạ. Chân gà xả tắc nè. Dạ đúng rồi đó bà. Cái này là chân gà xả tắc, con tự tay làm. Con nghe nói là hôm nay chị dâu sẽ về, cho nên con mang một ít qua cho cả nhà mình ăn thử. Trời đất ơi, cháu dâu của tôi khéo quá cơ. Coi bộ là có thể gả về nhà mình được rồi đó mẹ ha. Con biết không, Đăng Khoa là thích ăn cái món chân gà xả tắc lắm đó. Bác cảm ơn con. Dạ. Ờ, mang cái này xuống dưới bếp đưa bác Trâm giùm bác nha. Dạ dạ. Ờ, nè. Dạ, lại lại lên con. Dạ. Ngoan quá cơ. Đó. Alo. Chúc Mai đang nhà á. Anh tới thuyết phục cô đi. Còn không, tôi đổi ý á. Cảm ơn anh, tôi sẽ đến đó ngay. Đây là số điện thoại mới của Trúc Mai. Alo. Trúc Mai hả? Anh đang tới nhà của em nè. Chờ anh nha. Sao anh có số mới của em? Mà anh đang ở đâu? Anh tới ngã tư gần nhà của em rồi. Nhưng mà đường đang thi công cho nên anh phải chuyển hướng. Em ráng đợi anh nha. Không đâu, em sẽ tới liền á. Anh đứng yên ở đó đi, em sẽ tới nhanh thôi. Yêu là gì mà tim cứ nhớ mong đêm này. Chỉ cần người ấy buồn yêu người hơn tất cả, hơn cuộc đời. Cho dù bàn tay níu lấy lại càng xa hơn. Hoàng hôn mơ màng trôi, nụ hôn người quên mất rồi. Bàn tay vuông bàn tay, dù thương còn thương biết mấy. Nắng phai của chiều vội vàng lướt qua, có hai người phải rời cách xa. Hẹn nhau trong ngày vui, ta sẽ quay về đây. Và xuân thương hạ nhớ để thu buồn đau úa tàn. Nhìn về đông, tay nằm bóp, giấc mơ bình yên mãi mãi. Nhớ thương đúng người gọi là nhớ thương, dẫu cuối cùng chỉ là xa thương. Sẽ gần nhau, thương nhớ kia nhiều.
xem sớm nhất trên VOON và 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh V Channel.